Em tên là Đoàn Châu Giang, năm nay em 26 tuổi. Em hiện là nhân viên lái xe của công ty cổ phần Ánh Dương. Em hiện đang sinh sống tại quận 7. Quê mình ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp? Dạ. Sống quận 7 với ai? Dạ, hiện tại em thì em chỉ sống cùng với anh trai này. Anh trai. Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả và anh bên kia bức rèm. Em tên là Kim Hải, năm nay em 24 tuổi. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Bến Tre. Em đang làm công việc gì? Công việc của em làm bảo mẫu và bán hàng online. Làm bảo mẫu và bán hàng online nữa? Dạ. Là mình đi làm rồi buổi tối về bán hàng hay sao em? Dạ đúng rồi, thời gian rảnh thì mình ở nhà mình lúc Facebook bán hàng thôi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hồi xưa em học đại học đó, năm nhất á, có thầy kia dạy môn quản trị kinh doanh, thầy nói là tiêu chuẩn vàng để chọn bạn gái á, là phải có 5 chữ D, là thứ nhất là đẹp, thứ hai là đại học, thứ ba là đảm đang, thứ tư là đầm, và thứ năm là vào cũng quan trọng là đẻ được. Đẻ được. Thì em thì cũng không dám tự tin là mình đẹp, nhưng mà em cảm thấy là bốn cái còn lại mỗi cái nào em cũng có hết. Em đẻ chưa mà biết đẻ được. Chưa đẻ mà đẻ được hay không phải phụ thuộc vào đàn ông nữa. Rồi, nói đùa cho vui thôi. Còn mình có khuyết điểm gì không em? Dạ chắc cũng nhiều. Những cái gì nổi bật nhất? Dạ thì mọi người hay nói em là em hơi khó tính. Tại vì nhiều khi mình cũng kỹ tính quá thì cũng mọi người thấy khó tính thì cũng hơi khó chịu. Với lại là tính tình của em là em là người sống tình cảm, thì tính tình sáng nắng chiều mưa, buổi trưa giông bão. Trời ơi, sáng nắng chiều mưa buổi trưa phải đầm thắm em đềm chứ trưa giông bão nữa. Dạ, sao ai chịu nổi. Cũng thất thường hay thay đổi lắm. Rồi thôi kệ, khuyết điểm mình cũng ráng chỉnh sửa dần dần. Dạ. Em ha. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn một chút xíu. Có nghĩa là một khi em xem một cái clip đó, người ta làm cái gì đó thì em có thể em làm theo được. Còn khuyết điểm của em thì em làm xong rồi người ăn có được hay không mới là vấn đề. Em nấu ăn được. Nấu ăn thì đơn giản tại chúng ta không chú tâm thôi, nhưng nếu chú tâm ta vẫn làm được. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được một mối tình. Bao lâu rồi cách em? Cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Quen em, được bao lâu? Tại sao chia tay? Khoảng nửa năm thì chia tay. Tại vì lý do là hai bên gia đình không có một cái sự thống nhất, và giữa em và người bạn gái nó không có sự tương đồng với nhau nên dẫn đến chia tay. Nói chung nửa năm thì cũng chưa có gì sâu đậm lắm. Dạ. Và bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi, chia tay cũng khoảng một năm. Trước đó thì hồi năm nhất năm hai em yêu đơn phương một bạn. Xong thì yêu đơn phương khó chịu lắm, với lại tính hồi đó là cái to nó lớn, tự cao, tự ái. Xong thấy ai cũng biết mình thích bạn đó, mình ngại quá mà không biết bạn đó có thích mình hay không. Xong rồi thấy khó chịu trong lòng. Cái chị em mới làm mai cho em một cái anh đồng nghiệp. Xong rồi làm mai chơi thôi mà quen thiệt. Xong quen nhau khoảng hơn 2 năm. Là không có hợp tuổi, anh đó sinh năm 87. Là về tử vi là không có hợp. Dạ, về quan điểm thì cũng không có hợp lắm. Thì nếu như đi xa hơn thì nó có nhiều khó khăn sau này. Rồi sau đó là chia tay. Ủa chứ bây giờ tuổi nào em mới hợp? Để coi bên kia chứ. Dạ. Sao để quen 2 năm rồi tuổi không hợp nữa cũng mệt à. Tuổi hợp của em là 88, 89, 90, 91. Hoặc là chỉ còn không phải bạn nam sinh năm 87 là được. Bên đó sinh năm nhiêu vậy? Dạ em 91 chị. Hên quá, dính của chốt. Hợp mạng. Em mà nói 87 cái chị đứng lên chị đi về luôn nè. Dạ. Hợp phải không? Rồi. Dạ. Vậy được. Em thì em cũng có biết coi tử vi, em cũng tự coi tuổi cho mình được. Ủa em có coi bói nữa sao em? Biết coi bói hả em? Dạ, coi chỉ tay với chấm tử vi. Thôi được. Dạ. Rồi. Trời, coi bây giờ nữa hả? Bộ tính coi không nữa có. Hả? Anh đưa cái tay của anh ấy qua cho em coi. Coi hợp với em hay không? Coi tay được mới coi mặt phải không? Coi vợ năm nào, giờ nào, tuổi gì hợp nha. Rồi đứng lên coi em. Tay gì? Dạ, tay trái. Tay trái đúng không? Từ từ bình tĩnh nha. Mà không được là thôi đi về luôn, khỏi coi mặt. Đó, rồi. Thôi đi. Tay to dữ vậy? Đó. To con. To con. To con. Tay to chưa chắc to con đâu à. Anh này tính tình ôn hòa, bù lại cho em. Gọi gì nữa? Ăn chuông cha.
con không? Chứ nhiều khi em đẻ được mà bên đây không có con là cũng thua. Được, anh này số cũng đào hoa, tình duyên mấy cô luôn, chết em rồi. Không, nhiều khi ta mấy cổ có trước rồi, giờ tới em là hết. Cái này là có tính nóng mà giấu nè. Mà sắp tới anh có vợ không? Tay cũng hơi thon. Tay thon là vợ cực lắm á. Ủa sao vậy, tay ta thon sao vợ cực? Thì tại vì chồng sướng thì vợ mới cực. À, trời ơi. Rồi, được rồi. Hấp dẫn ha. Em thích người, mẫu người như thế nào? Em thích con trai là phải hư sinh, nho nhã. Cái tay đó, tay ngoài bút đó em. Ít hư sinh đó. Em không thích gì ở người đàn ông. Em không thích con trai ba hoa nó nhiều. Với lại vũ phu. Và có tư tưởng vũ phu. Với lại là nếu như con trai gia trưởng một xíu thì cũng tốt, không sao. Cô này cũng có ý tưởng lạ này ha. Hay á. Hồi xưa giờ tao không thích gia trưởng, cô này có thích gia trưởng chút chút cũng được, phải đàn ông phải quyết đoán chứ. Bạn trai muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái biết coi bói. Dạ. Dạ, biết coi bói thì càng tốt ạ. Cái đó là cái tài lẻ. Còn em chỉ yêu cầu là bạn nữ đó biết kính trên, nhường dưới. Biết tôn trọng người lớn. Hiếu thảo với cha mẹ, biết chăm sóc cho gia đình, vậy là được. Em không có yêu cầu gì thêm. Bây giờ em có cái điểm gì em không thích ở người bạn trai không? Hay là về ngoại hình nữa đó, em muốn như thế nào? Chị qua chị coi mặt nè. Em cao 1m69. Nên bạn trai của em từ 1m65 cũng được. Chấp nhận cho thấp hơn luôn đó hả? Dạ, tại vì kiếm cao khó lắm. Cao 1m69 hả? Bên đây cao 1m96. Em cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m7 mấy à? 1m81. Hả? Dữ, được. Nếu mà được thì em định khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, tìm hiểu trong khoảng 1 năm. 1 năm? Dạ. Mình đã chuẩn bị những cái gì cho cái sự nghiệp của mình sau này, cho cái mái ấm của mình sau này chưa? Dạ rồi, chị cũng chuẩn bị tiền bạc để đám cưới. Mình là lấy nhau về mình định lập nghiệp, mình sinh sống ở đâu? Cái này thì tùy bạn nữ. Bạn nữ muốn về quê thì về quê. Còn muốn sinh sống tại đây thì cũng được chị. Ba mẹ mình ở quê hay là ở đây? Dạ ở quê chị. Ở quê. Cặp này thấy là xứng đôi vừa lứa rồi đó. Được rồi, con khùng nữa. Tưởng tốt, ngon lành. Mình gặp người thân đi, có ý kiến họ sao nha. Em gái đi với ai? Em đi với chị ruột của em và bạn. Rồi, cho gặp chị ruột nè. Chào chị. Em thấy em rể tương lai thì sao? Cũng dễ thương. Dễ thương tính ha. Tính tình ấy cũng hòa đồng. Dạ, thấy cảm ơn chị. Nãy giờ thấy cũng dễ mến. À, dễ mến đúng không? Hiền khô à. Có ý kiến gì không? Có hỏi em trai gì không? Dạ không. Không có hỏi. Ok. Chịu không? Chịu. Chịu rồi, chị. Trời chị gì mà dễ quá vậy? Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Có mẹ nữa hả? Dạ. Dạ, chào cô. Xin chào Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Châu Giang đó. Dạ. Thành ra hôm nay lên đây là bạn muốn hẹn hò đó. Thì thấy cô gái này thì cũng được. Dạ. Cũng xinh. Thì tôi cũng ước mong sao cho con đó bấm nút để hẹn hò để tìm hiểu. Dạ. Dạ. Theo cô bấm không? Đó tùy con thôi. Nhưng mà thí dụ như tâm lý của cô nãy giờ cô ngồi cô thấy bấm không? Cô bấm không? Ý riêng cá nhân cô. Ê, đó là cô bấm không? Thì tôi ham tôi bấm. Nhưng mà cái là cái đó cũng do hai con thôi. Còn phải tìm hiểu. Dạ. Coi như cô bấm đó. Bấm. Dạ. Còn Châu Giang bấm thì không, tùy rồi em nha. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ kéo màn lên. Người nhà thì bấm rồi đó. Mà không biết hai bạn có bấm hay không. Trời ơi, cặp đôi khoan, cặp đôi đứng được rồi. Cao, đẻ con là cao dữ dội nha. Đẹp đôi quá. Xuất sắc. Xuất sắc. Được. Chào em. Chào anh. Lần đầu tiên mình gặp nhau thì em cảm thấy anh như thế nào? Cao. Đó giờ em chưa bao giờ mà tiếp xúc với con trai mà cao hơn em nhiều như vậy. Anh vinh hạnh đó. Anh vinh hạnh. Bạn em toàn thấp hơn em không? Dạ. Nên bình thường em không có được mang giày cao gót, trừ khi đi đám cưới thôi. Trời ơi, anh vinh hạnh quá. Từ nay về sau có anh rồi, em mặc sức mua giày cao gót. Cưới anh theo phong thủy được không? Dạ, tốt. Tốt cưới sáng sân khấu.
sáng sân khấu. Anh thấy em sao? Em cũng rất là cao, rất là dễ thương. Mọi người hay nói em khó tính, với nhìn ấn tượng đầu là nhìn hơi hơi lạnh lùng với hơi dữ một xíu, nhưng mà bình thường em hiền lắm. À vậy hả? Dạ. Nãy giờ anh ngồi bến anh nghe cũng hoang mang lắm rồi. Không, em hiền thiệt, nhưng mà người ngoài thì em thì hơi đầm một xíu, nhưng mà nếu như bạn bè thân thì cũng điên lắm. Cái ngày đầu tiên mình hẹn hò làm sao, rồi kế hoạch mình khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ thì anh ví dụ như một tuần mình có thể gặp khoảng 2 lần 3 lần. Dạ vậy là nhiều rồi đó anh. Vậy hả? Dạ. Công việc của em làm như thế nào vậy em? Em thì em làm giờ hành chính, sáng đi chiều về. Còn cuối tuần thì em về quê hoặc là ở nhà dọn dẹp nhà cửa nấu ăn thôi. Em ít đi chơi. Em ở đây là một mình hay là sống chung với ba mẹ? Dạ hiện tại em đang sống với bạn. Bây giờ mình còn khoảng độ 30 giây nữa. Các bạn sẽ nói gì với nhau bằng cả trái tim của mình nha. Cảm nhận thế nào và mong muốn điều gì? Thì mình lên đây là mình cũng có cái duyên rồi em nha. Nên anh mình cũng cho nhau một cơ hội để được tìm hiểu. Em là em bấm nha. Em không thích bất ngờ đâu. Anh có bấm hay không thì chút nữa sẽ biết ha. Đó. Cái đó vấn đề đó, chỗ đó. Còn cái này của ai đây? Dạ của em quên. Thôi có tặng không? Dạ có. Dạ em quên, cái này là em tặng anh quyển sách. Tại vì tính tình em cũng hơi thất thường, nhiều người cũng có hiểu á. Cái này là nói về cung Bạch Dương, là cung hoàng đạo của em. Nó cũng khá chính xác về tính cách của em, nên nhiều khi anh đừng có thắc mắc. Thì anh cứ xem vào đây. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta hãy cảm nhận xem trái tim mình đã có thổn thức gì hay chưa, rồi đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Có bấm không? Cái nút bị hư cái gì anh. Sao bấm chậm vậy anh? Dạ không, cái nút bị hư em bấm nhiều lắm. Bấm nhiều lắm hả? Không má. Em tên là Trần Thị Kim Loan, sinh năm 90. Em đến từ Quảng Ngãi, hiện giờ là em đang ở Hóc Môn. Công việc của em là nhân viên nhà thuốc Tây ạ. Rồi, mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia Tấm An và chào toàn thể các bạn ở đây cũng như các bạn xem truyền hình. Mình tên là Lê Văn Duyên, mình đến từ Phú Yên, hiện đang làm công dịch viên cho công ty Sankogiken của Nhật ở Bình Dương. Bạn học tiếng Nhật hả? Dạ, ngày xưa em đi thực tập sinh bên Nhật 3 năm ạ. À, bây giờ mình nói chuyện về cái điểm, ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ thì ưu điểm của em là dễ hòa đồng với mọi người, làm quen nhanh với mọi người. Bạn bè của em ở đây hôm nay tới chương trình tham dự cũng đông. Có khuyết điểm gì mạnh giới thiệu cho bên kia nghe khuyết đi. Khuyết điểm thì mình hơi nói nhiều, với lại cũng hơi khó tính, do mình làm với người Nhật nó quen, nên là thời gian với giờ giấc đối với mình là quan trọng. Rồi còn bạn nữ? Bạn nữ. Em là người sống chân thành, tình cảm, nghiêm túc và có trách nhiệm. Em là người thực tế cho nên là đôi lúc là không được lãng mạn lắm đó chị. Dạng như là cũng ít nói cho nên là em thích bạn nam hơn, nói nhiều một xíu. Dạ. Ngại trước đám đông, hiện giờ em đang rất là run. Rồi đúng rồi đó, thích nói nhiều kìa, nói đi. Bây giờ nè, bạn gái thích nói nhiều, đây là cơ hội để bạn giới thiệu. À, bây giờ giới thiệu bằng tiếng Nhật luôn. Kiyo wa minasama, kiyo wa isogashi de kedo koko de watashi no deto no jikan sankashiru kokoro kara kansha shimasu. Thì hôm nay cũng cảm ơn các bạn ở đây đã tới dành rất là nhiều thời gian của quý báu của mình để tới tham dự chương trình. Thì từ tấm lòng mình rất cảm ơn các bạn. Hát bài Nhật đi không? Em hát người ta bỏ chạy hết mấy bạn ở dưới. Nên là thôi cái đó xin anh Viền Linh cho em bỏ qua cái đó. Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Từ đó tới giờ thì em ế bình vững hơn mấy năm rồi chị. Ế bình vững hai mấy năm luôn hả? Dạ. Trời, xây tường chi mà chắc dữ vậy em. Lúc sinh viên thì em có cảm nắng anh kia, nhưng mà do em nhát quá cái ảnh có người yêu luôn, cái em tịch luôn. Tịch luôn.
Xong rồi em nghĩ là em học xong em ra trường kinh tế ổn định thì em sẽ quen. Nhưng mà khi ra trường xong rồi em làm thì công việc của em nó chiếm nhiều thời gian quá. Công việc của em nó không có nhiều bạn nam cho nên là cũng khó quen ai á chị. Bây giờ mà có cơ hội là phải chụp cơ hội liền, đừng có để nó tịt nữa nha. Nha. Thế bây giờ muốn lập gia đình chưa? Dạ muốn. Bao nhiêu năm nữa thì đám cưới được? Trong một năm trở lại là được rồi. Một năm trở lại là được ha. Rồi hỏi đây bạn nghe, trai bên kia. Thấy chưa, có mối tình nào cười tủm tỉm hoài nè. Anh kia em mấy mối tình một rồi? Vài mối tình bắt tay ha. Dạ em thì cũng có hai mối tình. À, mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình dài nhất thì khoảng 6 năm anh ạ. 6 năm luôn. Trời đất ơi. Dạ. Bên 6 năm sao không cưới vậy em? Ngày đó thì hai gia đình nói chung là không mong đăng hộ đối nên là mình có một cái rào cản đó nên là không đến được với nhau. Thì giờ bạn đó cũng lập gia đình rồi nên là giờ em quyết định cũng tìm một người đó cuộc đời còn lại của em nên là em quyết định tới tham dự chương trình ạ. À, em muốn tìm một nửa cuộc đời của em như thế nào? Do nhà em thì cũng có một mình nên là đối với em mẹ cũng quan trọng. Thì người ta nói giàu gì bạn sang vì vợ, nên là hy vọng là bạn gái của em thì chỉ cần biết chăm lo cho gia đình. Bạn gái nghe tiêu chuẩn của bạn trai thì thấy như thế nào? Dạ, thì em đạt khoảng 50%, còn lại là mình ra ngoài mình tìm hiểu thì nếu hợp thì cái đó cũng có duyên á chị. Mình đặt ra tiêu chí tìm bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn, biết sống, không bảo thủ lắm. Đi đến hôn nhân thì có thể san sẻ buồn vui trong cuộc sống cũng như là công việc nhà của gia đình. Thì mấy cái chuyện đó chắc là không sao, yêu thương nhau mình chia sẻ với nhau bình thường. Dạ. Bạn có yêu cầu gì nữa không? Em thích bạn nam là cao khoảng 1m56 trở lên. Da đen một tí cũng được. Đầu hói một tí cũng được. Gì kỳ vậy? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên khoái đầu hói vậy? Anh khoái bên đàn gái rồi. Ủa sao vậy em? Cái vụ khoái hói là anh khoái rồi đó. Em nghĩ là ngoại hình nó không nói lên được tính cách. Đúng rồi. Dạ, với lại đầu hói để em đi máy bay miễn phí cũng được chị. Trời đất ơi, cô này lạ nha. Rồi để tôi qua tôi coi anh này cái đã. Dạ chào chị. Trời ơi, không có hói. Mà người ta thích hói, hói chút cũng có sao. Không ấy dễ cạo. Ghét cô nào vô mở ra kia. Em không thích người hói, không thích người bụng bự, mắt mới gì em thích. Cô này là cô muốn nhanh đó, năm thôi đó. Thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? 6 tháng tới 1 năm, do mẹ cũng hói lắm rồi. Mà mẹ có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào thì không? Thì mẹ hồi xưa giờ em quyết định cái gì thì mẹ tôn trọng cái quyết định của em. Như em chọn là mẹ chọn. Có làm dâu không hay là mình... Thì nếu mà được làm dâu thì càng tốt. Nhưng mà em nghĩ tương lai em cũng muốn lập nghiệp ở trong này. Nên là toàn bộ em sẽ chuyển gia đình vào trong này. Mà theo dự định của em thì ở Bình Dương. Em có một cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Thực tế là làm việc với người Nhật là hết việc chứ không hết thời gian. Với lại em cũng kinh doanh thêm bên ngoài. Mà những cái thời gian đó, ví dụ như người phụ nữ mà cái hay cằn nhằn, mình không về được. Thì mình cũng muốn, em mong muốn người phụ nữ là có cái bao dung xíu. Vấn đề là mình phải tạo cái niềm tin cho cô ấy thôi. Thì tạo niềm tin, nhưng mà ví dụ như thiếp đi công tác ở Hà Nội hay ở đâu, thực tế em cũng phải đi theo. Thời gian mình không chủ động được đúng không? Trong tương lai thì một vài năm nữa thì mình có thể ra làm riêng. Thì cái lúc đó thì chủ động 100% cho gia đình được. Thôi đừng nói câu đó, rủi ông chủ ông nghe ông buồn. Bây giờ đi ráng đu theo ổng đi 2-3 năm rồi kiếm mới vốn. Đi đem tiền về vợ giữ là được. Nha. Dạ. Thế em đi vậy rồi vợ ở nhà rồi em có ghen không? Mình đã tin thì mình không ghen, còn mình đã ghen thì mình không tin. Mà đối với em tin thì mới cưới, còn không tin không cưới. Lập luận vững chắc. Được rồi. Em nghe hết rồi ha. Dạ. Đến qua anh giao lưu với đàn gái chút xíu, coi tình hình sao nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em nghe giọng Phú Yên dễ thương không? Dạ dễ thương ạ. À, nhưng mà có cái này anh nói đó, anh đi suốt. Em thấy sao, ví dụ anh đi hoài, dù khi đi công tác cả tháng luôn á. Được không? Dạ thì nếu mình tin tưởng thì bạn nam dù đi xa tới mấy thì vẫn là như vậy. Còn nếu mà ghen rồi thì bạn ở nhà thì vẫn ghen thôi ạ. Đúng rồi. Nếu mà được á là 6 tháng làm luôn nha. Dạ. Cứ luôn ha. Dạ. Nhưng bây giờ là anh muốn là lập nghiệp ở Bình Dương đó. Dạ cũng được ạ. Được luôn. Dạ. Rồi. Anh thấy anh đây cũng hiền mà cười rất có duyên nữa ha. Lanh lợi, nói tiếng Việt như gió nữa đó. Vậy em nói tiếng Việt, anh nói tiếng Việt chắc vui lắm. Mình có đi với người thân không em? Mình hỏi thêm ý kiến của người thân nữa rồi quyết định. Dạ em đi với em hỏi mà. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Chào quý vị khán giả anh trường quay. Em là em họ của chị Loan. Thì chị của em là một người rất là hiền. Chị nấu ăn rất là ngon. Điểm yếu là chị rất là ngại đám đông. Và nhất là đàn ông chị ngại. Còn anh bên đây thì em thấy anh rất là chững chạc, rất là hợp với chị của em.
em là em bấm á. Nên còn quyết định là của chị em. Nên em nghĩ là hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Thấy. Gái là cảm ơn rồi đó. Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em ạ. Dạ mời chị. Dạ em chào chị Cát Tường, chào Nguyên Linh và chào quý vị khán giả. Em trai của chị á, là em yên tâm đi. Tại vì dì của chị có mình nó tự lập từ hồi nhỏ vậy luôn. Rồi còn em gái ở bên này á, thì chị thấy cũng hiền, ít nói. Chị thì chị cũng mong hai em bấm nút để mà tìm hiểu nhau, nếu được á, thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà có một điều là dì chị có mình em chị thì chắc chắn là phải ở với em rồi. Dạ. Còn làm dâu hay không thì đó là em hiểu rồi. Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi kéo màn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Các bạn cảm nhận nói chuyện với nhau đi nào. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Thì cũng nghe qua giới thiệu của em thì anh thấy em cũng là người hiền, cũng biết chăm lo cho gia đình. Đối với em thì gia đình là quan trọng nhất. Làm gì thì em cũng ưu tiên, em nghĩ về gia đình trước tiên. Đối với cha mẹ thì em luôn hiếu thảo. Thì đối với anh thì tiêu chuẩn của anh thì em là đạt 90% rồi. Anh là con một trong gia đình phải không ạ? Ừ. Dạ. Em cũng muốn chia sẻ thẳng với anh luôn. Tại vì em là cũng là con một của gia đình. Thì cũng không sao, đối với mình nếu mà được anh em đông thì càng tốt. Mà cũng một thì cũng bình thường, hồi xưa giờ mình cũng tự lập. Nên là cái việc đó thì nó cũng không quan trọng lắm. Thí dụ bên đó muốn em ở gần gần đây ở rể luôn được không? Khi mà đến với nhau thì hai bên là tôn trọng cái quyết định của nhau. Thì ví dụ như ở phía bên cô gái thấy cái ở đó nó hợp thì mình cũng có thể ngày đó nó hợp với môi trường của mình thì mình cũng sẽ qua đó được. Em thì ở đâu cũng được, dạ, chứ không quan trọng là phải ở Sài Gòn. Anh ở Bình Dương đoạn nào ạ? Anh ở Bình Dương ở thành phố mới. Nên nó hơi xa. Dạ. Thì theo anh nghĩ nếu mà có thời gian thì có thể một tháng mình gặp nhau 1 đến 2 lần. Dạ. Còn nếu không thì mình liên hệ qua Skype hay Facebook này nào vẫn được. Dạ. Công nghệ hiện đại thì đối với gặp nhau hay không quan trọng, mình có lòng tin ở nhau không thôi. Dạ. Còn gặp cũng được, không gặp cũng được. Nếu mà đã xác định tới với nhau thì em nghĩ gặp nhau rất là quan trọng ạ. Tại vì mình có nói chuyện nhiều thì mình mới hiểu. Lúc mà nhắn tin nó rất là khác so với ngoài đời thật anh. Ví dụ như em có thể xuống dưới Bình Dương được không? Thời gian thì anh cũng nói thực tế đó. Bây giờ cái công việc đang nó rất là vất vả, công ty anh, công ty mới. Nên là ví dụ như hẹn hò thì đôi lúc có thể hứa với em là hôm nay đi chơi. Nhưng mà chiều đó sếp có kế hoạch sếp đi Hà Nội hay đi đâu đó thì cũng không ai đi dịch hết, mình cũng phải đi. Thì dạ. Cái đó em có thông cảm được không? Cái đó thì thông cảm được ạ. Dạ. Thực tế thì giờ mình cũng muốn lập gia đình để ổn định. Dạ. Thì mình cũng mong qua cuộc gặp hôm nay thì mình dạ. sẽ có cơ hội nhiều hơn. Dạ. Rồi. Hết thời gian. Hãy cho nhau cơ hội nếu như trái tim rung động. Còn nếu như thật sự chưa rung động, chúng ta cũng có quyền quyết định không bấm nút. Suy nghĩ cho thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Lý do tại sao em gái không bấm nút? Em thấy anh rất là tốt, nhưng mà do là em cũng là con một, cho nên là đối với em gia đình là số 1. Dạ. Cho nên là anh thông cảm. Nếu gặp một cô gái tốt thì anh hãy nắm bắt cơ hội. Rồi, cảm ơn.